Xin mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống từ cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền vừa hội nghị giao ban quý 3 năm 2022 với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong quý 3 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Trong quý 3 năm nay, Hội đồng Nhân dân huyện và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, tập trung chỉ đạo tổ chức 3 cuộc giám sát, ban hành 2 kế hoạch giám sát, đảm bảo quy trình theo luật định. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và sau kỳ họp, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận về vấn đề giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ hoạt động Hội đồng Nhân dân của văn phòng. Trong quý tư, Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp tục theo dõi đôn đốc Ủy ban Nhân dân cùng cấp trong việc cụ thể hóa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện được thông qua tại kỳ họp lệ giữa năm, xây dựng chương trình kế hoạch giám sát quý tư năm 2022 theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân đã đề ra. Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng cũng vừa tổ chức phiên họp thường kỳ với các phòng ban ngành đoàn thể quận và Ủy ban Nhân dân các phường đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 9, triển khai chương trình công tác tháng 10 và quý 4 năm 2022. Trong tháng qua, tình hình kinh tế của các quận tiếp tục phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện gần 1.190 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước. Đến ngày 10 tháng 10, quận thu ngân sách tổng nguồn gần 756 tỷ đồng, dự chi tiêu thành phố và Hội đồng Nhân dân quận giao. Giải ngân xây dựng cơ bản đạt 75,22%. Tiếp tục tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh, cung cấp đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế, đảm bảo yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế của quận Ô Môn phát triển ổn định, tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành, lĩnh vực đạt trên 123%. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản tăng trưởng đạt so với kế hoạch. Đến nay, tổng giá trị sản xuất khoảng 24.000 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp và thủy sản 1.022 tỷ đồng, công nghiệp và xây dựng 17.893 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 5.098 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn từ đầu năm đến nay thực hiện đạt 6.904 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng hơn 35%. Tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện có trên địa bàn quận là 1.335 cơ sở, với khoảng 15.400 lao động so với cùng kỳ tăng 40 cơ sở. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy vừa triển khai kế hoạch cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06. Mục tiêu của kế hoạch cao điểm 90 ngày đêm là triển khai thực hiện và hoàn thành từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 công tác cấp căn cước công dân gắn chip, cấp tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, công tác tham mưu triển khai thực hiện, đảm bảo các điều kiện quy định của luật cư trú năm 2020 về việc số hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06. Huyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức tọa đàm khoa học về giải pháp ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đảng bộ huyện. Đồng chí Quỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì. Hơn 20 ý kiến tham luận thảo luận về bản chất, hình thức biểu hiện, nguyên nhân và các giải pháp về phòng chống đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Một số vấn đề thực tiễn trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên hiện nay. Qua đó, đề ra các giải pháp như tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong đảng, phát huy vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Nhằm tuyên truyền xây dựng người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch, ngày 17 tháng 10, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp trường Trung học cơ sở Thới Thuận, quận Thốt Nốt tổ chức chương trình Tự hào người Cần Thơ cho các em học sinh. Tại buổi sinh hoạt, đại diện Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền giới thiệu cơ bản về vị trí địa lý hành chính của thành phố Cần Thơ, giới thiệu bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và 6 tiêu chuẩn xây dựng con người Cần Thơ: trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch.
đồng thời tham gia trò chơi củng cố kiến thức, vận động sôi nổi như người cận thư trí tuệ, năng động nhân ái, hào hiệp thanh lịch, vân vân. Qua đây góp phần giúp cho các em hoàn thiện về nhân cách, đẹp về tâm hồn, khỏe về thể chất, giao lưu học hỏi, đoàn kết, an tâm vui học, vân vân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Dịp này, Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã trao tặng 50 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học, mỗi phần 10 quyển tập. Thưa quý khán giả, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt, ông Nguyễn Văn Dữ đã có nhiều hoạt động thiết thực tạo được sự chuyển biến trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình hành động của mặt trận. Đặc biệt là trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động. Mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn năng nổ nhiệt tình với công tác mặt trận tại địa phương. Đó là nhận xét của mọi người xung quanh khi nói về ông Nguyễn Văn Dữ, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Từ năm 2017 đến năm 2022, ông cùng mặt trận phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động nhân dân mở rộng, nâng cấp, sửa chữa 42 tuyến đường với chiều dài hơn 28.400m, xây dựng và mở rộng 31 cây cầu, nâng cấp và mở rộng 6 cống với tổng kinh phí các công trình hơn 6 tỷ 800 triệu đồng và hơn 10.300 ngày công lao động, phối hợp xây dựng mới và sửa chữa 202 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 8 tỷ đồng. Các cấp chính quyền ở địa phương đã quan tâm tới tôi, đã cắt cho tôi được một căn nhà khang trang. Tôi sẽ cố gắng, sẽ làm ăn và vượt khó vươn lên. Trong quá trình công tác thì đảng ủy cũng nhận thấy đồng chí Nguyễn Văn Dữ là một cán bộ đảng viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, luôn chấp hành tốt nội quy quy chế của cơ quan đơn vị, thì cũng đã phối hợp tốt với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò tập hợp vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các cái phong trào thi đua yêu nước, các cái cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Dữ cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đăng ký thực hiện và duy trì mô hình chăm lo đời sống nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19, phối hợp vận động hỗ trợ cho hơn 79.800 lượt người thuộc các hội đặc thù, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng số tiền gần 5 tỷ đồng, góp phần san sẻ phần nào khó khăn của nhiều bà con bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bản thân là luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, gương mẫu đi đầu trong công tác, lãnh đạo công tác mặt trận với nhiều phương thức đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Từ đó tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng, các đoàn thể ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Với những đóng góp tích cực, từ năm 2019 đến năm 2021, ông Nguyễn Văn Dữ được Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Đặc biệt, năm 2021, ông Dữ được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây chính là niềm vinh dự và cũng là sự khích lệ tinh thần để ông tiếp tục có những hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Xin được tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới thành phố Cần Thơ và các sở ngành có liên quan dự đến làm việc tại huyện Cờ Đỏ trong xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn. Đến nay, huyện Cờ Đỏ có 6 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đang phấn đấu xây dựng 3 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Thới Đông, Thới Xuân và Thạnh Phú. Qua rà soát, tất cả 3 xã đều có điểm chung là còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 14 về y tế. Riêng đối với xã Thạnh Phú, ngoài 3 tiêu chí trên, còn có thêm tiêu chí số 17 về môi trường chưa đạt. Hội chữ thập đỏ huyện Thới Lai phối hợp với Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và chương trình Khát vọng sống tổ chức bàn giao 4 căn nhà tình thương chữ thập đỏ cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. 4 căn nhà được bàn giao cho hộ ông Ngô Văn Tiến ở ấp Định Phước, xã Định Môn, ông Nguyễn Văn Tuốt ở ấp Trường Đông, xã Trường Thành, bà Nguyễn Thị Mai ở ấp Thới Quả B, xã Xuân Thắng,
và bà Nguyễn Thị Chạnh, ấp Đông Hòa A, xã Đông Thuận. Mỗi căn nhà có diện tích 40-50 m², được đầu tư xây dựng bán kiên cố bằng tường gạch, mái lợp ngói, lợp tôn và nền lát gạch. Tổng kinh phí xây dựng là 270 triệu đồng. Theo đó, mỗi ngôi nhà được hỗ trợ từ 55-85 triệu đồng. Vừa qua, Báo Cần Thơ, Ngân hàng Vietcombank phối hợp cùng Phường Thới Bình, quận Ninh Kiều tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà nhân ái cho hộ bà Châu Thị Lượm, ngụ khu vực 1, Phường Thới Bình. Căn nhà có diện tích khoảng 40 m² với các hạng mục cần sửa chữa xây dựng lại như lợp mái, nâng nền, gia cố cột, vách, vân vân. Kinh phí sửa chữa do Báo Cần Thơ vận động Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ tài trợ với số tiền 40 triệu đồng. Cũng tại lễ khởi công, lãnh đạo quận Ninh Kiều, phường Thới Bình hỗ trợ thêm cho gia đình 20 triệu đồng, góp phần cho căn nhà khang trang hơn. Xây dựng căn nhà nhân ái là một trong những hoạt động xã hội từ thiện thuộc mô hình dân vận khéo do Báo Cần Thơ phát động hàng năm. Trong đó, Vietcombank Cần Thơ là một trong những đơn vị phối hợp cùng Báo Cần Thơ thực hiện mô hình. Chương trình Nhịp sống từ cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.